Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Tổng Bí thư Chủ tịch nước kỷ luật cán bộ rất đau xót nhưng không thể không làm. Kính thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này khi làm việc cùng Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến về dự thảo các văn bản và phương án công tác nhân sự trình Đại hội 11 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh được tiến hành công phu, nghiêm túc, cầu thị, cần tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, các nhà khoa học để hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tán thành ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời lưu ý, nhấn mạnh vai trò, vị trí tầm quan trọng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, có ý nghĩa sâu xa, vị trí rất quan trọng. Đây là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu động lực có sức hút lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Trước đây Sài Gòn là hòn ngọc của Viễn Đông, sau này mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, rạng rỡ tên vàng, thiêng liêng không nơi nào có được. Trong kháng chiến, Thành phố Hồ Chí Minh rất kiên cường dũng cảm, trong hòa bình có nhiều sáng kiến sáng tạo, nhất là trong công cuộc đổi mới, là thành phố đi đầu đổi mới. Nhân dân có truyền thống anh hùng, là thành đồng tổ quốc, đây là vinh dự lớn. Vào thời điểm này, rất cần khơi dậy lòng tự hào của nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh phải thấy rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của thành phố, từ đó xác định trách nhiệm làm thế nào xứng đáng những danh hiệu không nơi nào có được, thiếu sót, khuyết điểm thì phải cố gắng sửa chữa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ. Đại hội Đảng 5 năm mới có một lần là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, không chỉ đối với cả nước mà với từng địa phương. Đại hội mở ra một tầm nhìn mới, một giai đoạn phát triển mới trên cơ sở tổng kết những công việc thời gian vừa qua đã làm, rút kinh nghiệm cái gì làm tốt, cái gì chưa tốt, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm một cách nghiêm túc, cầu thị, đề ra chủ trương sắp tới thật thích đáng, xác đáng. Đại hội là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới nên phải rất công phu, chu đáo, không làm hình thức. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh là một mẫu mực về chuẩn bị đại hội cho các nơi học tập. Thành phố Hồ Chí Minh trước hết là trung tâm kinh tế lớn, có nhiều tiềm năng ở khu vực và trong cả nước. Trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, xây dựng, quản lý đô thị, quan hệ quốc tế được Trung ương biểu dương nhiều lần, nhiều nơi đến học tập, tham khảo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong rằng các dự thảo văn kiện Đại hội 11 Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thể hiện một quyết tâm cao hơn nữa, ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, không cam chịu bằng lòng như thế. Những thiếu sót, khuyết điểm thì phải cố gắng sửa chữa, làm sao xứng tầm một thành phố rực rỡ tên vàng. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, văn hóa, con người, xây dựng tổ chức và quan hệ xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, nói đến Thành phố Hồ Chí Minh hình như cứ nghĩ là kinh tế, thương mại phải tiêu biểu là một thành phố văn hóa, văn minh, chú trọng quan hệ giữa con người với con người, đặc biệt là truyền thống anh hùng cách mạng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho thật tốt. Vừa qua tại sao xảy ra một số hiện tượng tiêu cực, tại sao một số cán bộ kỷ luật, chỗ này phải đề cập rõ hơn, chú trọng làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, tiềm năng, tiềm lực phong phú đến đâu đi nữa, nhưng con người không tốt, sự lãnh đạo không đúng thì không có hiệu quả, có khi đi chệch hướng. Vừa qua rất đau xót là phải thi hành kỷ luật một số cán bộ, cần nghiêm khắc kiểm điểm vì sao lại xảy ra như vậy. Có những ý kiến sai lệch cho rằng do cơ chế, vậy tại sao vẫn cơ chế đó mà chỗ khác người ta làm tốt? Có ý kiến cho rằng xử lý như thế làm nhụt chí anh em, nhưng làm là để có khí thế vươn lên chứ không phải nhụt chí đi hay co lại không dám làm vì sợ khuyết điểm. Người đảng viên cộng sản không sợ khuyết điểm, mỗi lần ngã là một lần bước dại để thêm khôn một chút nữa trong người. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắn nhủ cần cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ, nói là trả thù lẫn nhau, phe này phe nọ, người cũ người mới. Trong báo cáo kiểm điểm phải làm sâu sắc hơn, thấm thía hơn nữa vấn đề này. Kỷ luật rất đau xót nhưng không thể không làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay. Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trước hết là nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng do Bác Hồ khởi xướng thành lập. Bây giờ mặc dù Bác đã đi xa, nhưng Bác vẫn là ngọn cờ vĩ đại soi đường chỉ lối. Việt Nam bây giờ đã là một đất nước độc lập, tự do, quy mô dân số gần 100 triệu người, có quan hệ với nhiều tổ chức khu vực và thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là đại hội Đảng nên cần báo cáo sâu sắc hơn nữa về công tác xây dựng Đảng chứ không chỉ nặng về kinh tế.
Nếu đảng không tốt, cán bộ không gương mẫu thì có báo cáo kinh tế được không? Mà kinh tế không lên được thì làm sao dân yên, kinh tế lại gắn với văn hóa xã hội. Cho nên đại hội là dịp để đánh giá, kiểm điểm sâu sắc chứ không chỉ nhăm nhăm vào chuẩn bị nhân sự. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ thành ủy sắp tới phải là một tập thể đoàn kết vững mạnh, mẫu mực làm gương cho cả nước. Mỗi anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhưng cần phối hợp với nhau, xây dựng một tập thể đoàn kết, ăn ý với nhau, không cua cậy càng, cá cậy vây. Cậy tôi làm chức này, anh làm chức kia, anh nào biết anh ấy thì sao mà tốt được. Tổng Bí thư Chủ tịch nước một lần nữa nhắc nhở phải làm tốt công tác xây dựng đảng để lãnh đạo thực hiện cho được những nhiệm vụ đã đề ra. Nếu nội bộ đảng không tốt, chính quyền không mạnh, pháp luật không nghiêm, nội bộ lủng củng thì chẳng làm được gì. Cho nên phải truyền đạt tới cán bộ đảng viên tinh thần sâu sắc ấy. Nói tới xây dựng đảng là xây dựng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, kỷ luật dân chủ, xây dựng con người ngay ngắn, đứng đắn, trung thực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng, của nhân dân. Việc này không chỉ nói riêng thành phố mà là trong toàn đảng. Vừa qua, một số trường hợp bị kỷ luật rất đau xót nhưng không thể không làm, xử một vài người để cứu muôn người. Bác Hồ nói, chặt một cây sâu để cứu cả rừng cây, mỗi chúng ta phải thật sự gương mẫu, trong sáng, thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, trước hết phải đoàn kết, giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con người của mắt mình. Khai trừ đảng với giám đốc CDC cùng hai nữ thuộc cấp nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng của Việt Á. Kính thưa quý vị, tin cho biết, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang vừa quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang, gọi tắt là CDC Hà Giang, nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025 do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình trong đảng, quy chế làm việc của đảng ủy, buông lỏng công tác lãnh đạo chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra giám sát, không phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm để nhiều cán bộ đảng viên trong đảng bộ vi phạm pháp luật của nhà nước trong thực hiện việc đấu thầu mua sắm, quản lý sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, nhận hối lộ với số tiền lớn, vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng gây hậu quả, gây lãng phí thất thoát ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với đó, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang, Phan Thị Nga, Trưởng khoa xét nghiệm CDC Hà Giang và Tô Minh Huệ, Trưởng phòng tài chính kế toán CDC Hà Giang do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phạm quy chế làm việc của đảng ủy, buông lỏng công tác lãnh đạo chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, vi phạm pháp luật của nhà nước trong chỉ đạo và thực hiện việc đấu thầu mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, có hành vi nhận hối lộ và bao che, tiếp tay cho hành vi tham nhũng gây lãng phí, thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước với số tiền lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên trong đảng bộ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức hết các chức vụ trong đảng đối với bà Phạm Thị Kim Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CDC Hà Giang, cảnh cáo đối với bà Hoàng Thị Phượng, kế toán phòng tài chính kế toán CDC Hà Giang đến những vi phạm thuộc CDC Hà Giang. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Phan Thị Minh, nguyên Phó Bí thư huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh, nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021 và ông Sùng Mí Thề, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, vi phạm quy chế làm việc của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đá vôi trái phép trên địa bàn huyện Yên Minh gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Vụ logo xe vua lại được đưa ra xét xử. Kính thưa quý vị, một cảnh sát giao thông và một thanh tra giao thông ra tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khẳng định không nhận hối lộ để bảo kê cho xe quá tải. Sau một ngày xét xử và nghị án, chiều tối ngày 20 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với Nguyễn Văn Thới, sinh năm 1976, cùng 8 bị cáo khác trong vụ án mua bán hàng ngàn logo xe không rõ nguồn gốc và bảo kê xe quá tải. Vụ án từng gây chấn động dư luận bởi quy mô, mức độ liều lĩnh của các đối tượng tham gia đường dây tội phạm xảy ra ở Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, cục cảnh sát giao thông lãnh 7 năm tù. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Thới 13 năm tù, Lê Thị Cẩm Vân sinh năm 1982, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 3 năm 6 tháng tù, 7 bị cáo đồng phạm tội đưa hối lộ còn lại. Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 1 năm 8 tháng 25 ngày tù bằng thời gian tạm giam đến 9 năm tù. Bị cáo buộc tội môi giới hối lộ. Nguyễn Cảnh Trân, cựu cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai lãnh 7 năm tù.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Thới làm nghề kinh doanh vận tải. Trong quá trình kinh doanh, do các ô tô của Thới chở hàng quá tải nên thường bị Thanh tra Giao thông và Cảnh sát Giao thông Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện xử phạt. Quá trình xử phạt giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015, Thới đã quen biết một số cán bộ, qua đó đặt vấn đề về nộp tiền. Qua đó đặt vấn đề nộp tiền và dán ký hiệu logo lên các đầu xe để một số cán bộ, Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Giao thông khi làm nhiệm vụ nhận biết và không xử phạt. Cả nhóm tổ chức in rồi bán cho chủ xe, tài xế 15.000 logo có dấu hiệu để nhận diện với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng một cái. Bị cáo Thới cùng đồng bọn bồi dưỡng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông bình quân gần 2,8 tỷ đồng một tháng. Hồ sơ vụ án đủ căn cứ chứng minh bị cáo này đưa hối lộ 5 tỷ đồng, thu lợi bất chính 1,3 tỷ đồng. Căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại tòa, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm nhận định bị cáo Nguyễn Cảnh Chân làm việc ở đội cảnh sát giao thông số 1 công an tỉnh Đồng Nai, thời điểm thực hiện hành vi sai trái đã nhận gần 1,3 tỷ đồng từ Thới. Không những thế, cả hai bàn bạc thống nhất bảo kê xe quá tải có dán logo nhận diện, chi phí bảo kê từ 60 đến 120 triệu đồng một tháng. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố tại tòa kết luận Thới đóng vai trò cầm đầu, điều hành đường dây tội phạm. Hội đồng xét xử đồng tình với quan điểm này nên xác định Thới phải nhận mức án cao nhất. Nhiều cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vắng mặt. Quá trình xét xử, hội đồng xét xử tổ chức đối chất giữa các bị cáo với hai người là cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đến dự tòa với tư cách người liên quan. Theo phóng viên, họ đồng loạt khẳng định không nhận tiền bảo kê xe quá tải. Tương tự, bị cáo Thới cùng một số bị cáo khác khai không quen biết hai người này. Ở phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa thông báo trước đó, hội đồng xét xử sơ thẩm có triệu tập 83 cá nhân đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, chỉ có 3 người có mặt ở tòa theo giấy triệu tập. Những người còn lại gửi đơn xin xét xử vắng mặt và giữ nguyên lời khai ở quá trình điều tra. Nhận thấy việc này không ảnh hưởng đến công tác xét xử, nên hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử như kế hoạch ban đầu. Giai đoạn điều tra, công an làm việc với nhiều cảnh sát giao thông, cán bộ thanh tra giao thông công tác ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả đều cam kết không có hành vi tiêu cực. Cơ quan điều tra kết luận không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cán bộ trên. Quá trình tranh tụng, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin tòa giảm nhẹ hình phạt với nhiều tình tiết giảm nhẹ. Là cựu cảnh sát giao thông duy nhất hầu tòa, bị cáo Nguyễn Cảnh Chân thừa nhận hành vi phạm tội, mong cơ quan xét xử ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như nộp lại số tiền bất chính, hối cải, gia đình có công với cách mạng. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng cần kiến nghị đơn vị có thẩm quyền có kế hoạch, giải pháp chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bởi vì thực tế vẫn xuất hiện những trường hợp chở hàng quá tải trọng, người sai phạm đã lợi dụng thiếu sót trong công tác tuần tra, phát hiện và xử lý vi phạm.